trời nóng lực quá. Tôi cũng lại đi mua ít tiết về làm canh tiết và làm bò đây và mua. Ây da, chào mọi người nhá. Anh em tôi vào chợ bỏ chè làm tí chén. Tiết này. Nóng lực lắm các bác ạ. Mát. Để cháy nhít này. Cái này mà uống bia thì nhất đệ luôn. Này gái ơi em ơi. Anh lấy khoảng cân. Có ăn cái hoa khế này nữa không? Hay là chỉ lấy? Có này, lấy tổng hợp cái này. Em mới đổi cái máy quay khác đấy các bác. Các bác em thử xem có nét hơn cái máy trước không nhá. Em chưa biết sử dụng mấy ạ. Tổng cái này có chắc 70.000 thôi. Đây mua rau thơm đây. Đây là chợ mỏ chè Sông Công đấy các bác ạ. Đấy, hộ là cứ phải thế này, chịu khó này đấy. Mọi người thấy không? Chịu khó là đi sách trong giá. Mấy bác giá mua cái rau gì đây? Ông giá là cái khéo, vừa là khéo nấu vừa khéo xạo búa đó. Vâng. Có đồ rượu buổi trưa rồi các bác ạ. Nhà ba cháu em về nhé các bác nhá. Không biết thời tiết ở chỗ các bác thế nào, như chỗ em này nóng kinh khủng luôn ạ. Bây giờ mới 8 rưỡi mà nắng chang chang rồi các bác ạ. Ngày 37, 38 độ ấy. Bây giờ miền Trung lúc 39 độ, bọc muối lại kìa. Sạch xịn. Sạch muối trong đây, cái này bóp lần tấm này. Thơm. Đấy là cái gì vậy? Đây cái tổ ong này. Đây cái khế, hoa khế này. Đây cái dạ dày này. Lòng lon. Ba bốn thứ rồi. Sao không được. Muối sạch rồi, bây giờ tôi ngâm ít giấm cho nó mất hết cái mùi. Giấm này ngâm. Để hết mùi ngay. Để hết mùi rồi. Mùi chua này này. Rồi ngâm đấy ạ. 5-10 phút là ta rửa sạch. Rửa tiếp để nó canh. Tiết bò này. Canh tiết này ăn mới mát này bác này. Canh tiết này tôi làm món này. Này bác cháu mình làm hai món thôi.
tôi thái tiết để làm canh các bạn ạ. Tiết để đợi tôi vẫn thái này. Cái này là mình ăn những một ăn luôn. Cắt luôn này. Trong thời gian chờ bếp tôi thái lòng này ướp để chuẩn bị xào. Đây này. Giờ thái tổ ong các bác. Tổ ong này giòn này. Cái này nó có chất chua và lại càng giòn thêm. Đặc điểm cái này phải có chất chua. Tôi thái đến cà chua để nấu cùng với xào với lòng bò. Tôi thấy là vị đến dứa. Là vị còn ở đây. Đúng gia vị của nó thì như thế. Bây giờ tôi đập tỏi với gừng vào để xào. Bây giờ tôi đập miếng gừng nữa, nhiều gừng không ngon. Thank you.
tỏi tây với cần tây để xào long. Bây giờ tôi đi nấu canh chết đây. Rồi. Ông ơi, bê cho tôi cái chỗ nước. Cứ ra giảm đi. Đây, tôi bây giờ để sẵn đâu. Vẫn là bếp lửa quen thuộc của bác cháu em. Sôi lên là bác cháu em cho gia vị vào, là cho tiết vào các bạn ạ. Hôm nay bác cháu em nấu canh tiết với mắc khén nha các bác nhá. Nồi để sẵn. Để bùng vào. Đây tiết của bác cháu em đây. Hôm trước bác cháu mình định ra để mấy hôm nữa mới hái tiếp vải bác đại, mà đã có ai hái hết rồi? Không có ai ở đây. Người ta hái hết rồi các bác ạ. Không còn quả nào nữa. Đắng trơn luôn. Biết có khi có quả chín rồi ạ. Vâng. Rất nhiều quả. Các bác thấy cái máy này có nét hơn cái máy trước không ạ? Cái này thì trông nó nét. Em nghĩ là nó sẽ nét hơn. Bác cháu em đang còn nhìn thấy được. Vâng, bác cháu em đang ngồi đợi. Thôi nước tôi dãy bậc kén này để cho vào. Bậc kén nó cho vào tiết thơm lắm. Thơm quá. Nghĩ rừng. Thôi nước các bạn ạ. Bây giờ tôi cho gia vị vào đây. Cái này là phải có hạt nêm này. Chính này. Khén vào tí thơm lừng luôn các bác ạ. Bây giờ đến cho đến tiết vào. Cánh tiết. Mùi tôi thấy xong để cho vào cái tiết. Tôi thấy củ hành tây nữa. Củ hành tây vào những cái thơm. Để thấy cái này.
rồi để em cho ít hành tinh cho thơm, nó thơm một tí, ai ăn thêm cho thêm nha. Ít cho thơm còn ai, tí mình ăn thêm một tí. Đấy, các bác thấy ngon chưa? Tiết luộc. Canh tiết. Canh tiết. Vấn đề các bạn, để cho ai gia vị vào đây và lên thịt mắm này, thịt mắm chính. Bây giờ cho đến cà chua. Rồi bây giờ tôi cho đi dứa này. Quả dứa này. Thế nào? Thơm ghê. Cho ra vị vào này để đẹp hơn. Các bạn có hấp dẫn không? Được lắm. Cho ít hạt tiêu vào ăn này. Rồi xong rồi. Đứng rõ nhỉ. Ngon lắm các bạn ạ. Món này thì uống rượu sướng lắm. Hú chọi ra đây. Ba cháu em vừa rửa sạch cái inox này đấy các bác. Rồi giờ tôi đưa ra để uống rượu đây. Một đĩa đầy nha, cái đĩa to này đầy. To luôn mà em. Cần mình không bao giờ mua ít đâu. Này tốn rượu lắm. Này uống rượu vào lắm. Đại dài không biết bác đại có ăn được không? Được chết. Ê, ngon. Có cả tiết nữa mà. Giấm nháp vào ngon hết. Vâng. Dai của nó lửa. Nhưng mà xương gặm cứng thì không nhai được. Rồi. Vâng, mở mâm để cho cái tiết.
bây giờ tôi đưa miếng canh tiết lên để ăn này. Thơm ghê đi. Tiết này bổ máu này, ông nào thiếu máu ăn tốt này. Trên em là đặc sản thịt bò là phải chấm nước tương. Không biết chỗ các bác có hay chấm nước tương hay chấm loại gì? Trên này tôi chuyên chấm tương, giờ tôi gặp gừng. Chỗ em là chỉ tương gừng với ớt thôi các bác ạ. Để em chạy về nhà em lấy chai bia đã. Đây có ông chú đến ngồi uống rượu cùng các bác ạ. Hôm nay em uống bia, không biết các bác uống bia rượu. Rượu mới nồng bò nó mới hợp. Nóng quá thì phải nằm có bia đã. Này có chai rượu chuối. Chai rượu chuối. Bác Đại là uống rượu trắng đấy các bác. Chuyên trị rượu trắng. Không thích màu. Mời các bạn uống rượu bia cùng chúng tôi nhá. Hôm nay tôi làm món tiết luộc với lại ong sách bò. Chào mọi người nhá. Mời mọi người uống rượu với anh em chúng tôi. Đấy, món của ông giáo hôm nay lại làm khác mọi hôm nữa. Mỗi hôm làm một kiểu. Hôm nay là chúng tôi có món mới của ông giáo. Đây là món canh tiết với lòng bò xào đây. Thôi mời ông. Tôi làm cái bia cho nó mát rượt đấy. Mời các bạn uống rượu cùng tôi nhá. Uống cùng tôi nhá. Uống rượu. Cái món tiết này mùa hè này uống cho nó mát. Ăn tiết nó mát. Mời các bác uống rượu với bác cháu em ạ. Dạ bác. Đại làm tiết cho nó mát ruột. Ăn miếng đấy. Canh tiết. Chấm tương. Ngọt. Ngọt đấy. Dạ. Lâu lâu rồi ăn nó cả cái món tiết bò nó cũng mát. Sao mà cái tiết này nó dai thế nhỉ? Rồi. Dai thật, chưa đưa vào mồm nó đã trôi rồi. Lát hết. Được. Nó không dai như cái chân bò. Mùa hè ăn thế là được rồi. Đây tôi làm miếng ong sách bò này. Khế đây. Ăn đoạn nào. Ngon đại. Ong sách xào dứa khế. Giòn. Em phải đó. Làm nước bia đấy. Mời các bác uống bia với bác cháu em ạ. Ông đã uống bia ông bát à? Thôi làm cốc bia cho mát ạ. Được không? Cốc bia tình là người. Tôi là cái món này là phải uống rượu. Mà thử ai miếng tiết đâu tiết lòng vừa này là nhai cho nó bùi là nuốt là giòn đây các bác. Tiết chấm mấy tương. Mỗi thứ nó có mùi vị mềm bác ạ. Trời mùa hè ăn tiết ngon. Thế mà bác thấy nó dai lắm à. Chắc tắc do răng bác yếu. Thế sao mà tiết này nó dai thật. Cái này mới giòn này. Đây cái guốc này mới giòn này. Đấy. Đó. Rửa mới giấm. Bắt luôn cả gà nhá. Rồi mới giấm nên là giòn. Đây là lòng. Biết đâu cái bò này mà ăn vào rất mát. Vâng. Cái lòng bò này hơi dài các bác ạ. Làm nhai mãi không được. Nòng bò là thêm. Vâng. Giòn này cái guốc thôi.
Với ong nữa. Cái ong này này, ong này nó mới giòn này. Nong này nó mới đấy. Thằng mới đưa cho, thằng nói cần bảo là các bác cùng làm bữa với bác cháu em nha. Rồi bảo thôi đang làm. Trời nóng này, uống bia. Giọng nóng lắm. Như ông sách này nó. Ông sách này nó giòn. Giòn. Giòn quá. Đấy. Bây giờ cái điểm này quá mát. Vâng. Vâng. Kể cả đó, nhưng mà ngồi nhà hàng gió quạt mà ù ù lúc lắm. Cái sách xào này các bác. Nó không giòn. Mát này. Đấy. Sách xào này ngon này. Sách xào này nó giòn, ăn nó không ngấy. Vâng. Cho nó mát. Ăn nó không ngấy. Thế còn cái tiết kia thì ăn nó mát hơn. Tiết thì mát. Cái ăn ăn cái sách này giòn. Tiết đây. Cái này người uống rượu này dài. Bây giờ nó chiều. Vâng. Cứ này dài từ từ thôi. Không có tập. Uống rượu lắm. À. Mình đây đang ngồi dưới lùm cây. Có quạt. Nó ra lấy đâu ra vườn cây đẹp này. Đâu lý tưởng lên đây ạ. Mùa hè này các bác làm thử cái tiết này ăn cho mát các bác. Hôm nay bác cháu em không đặt trước nên là không có tiết người ta luộc qua rồi luộc với các bác. Chứ mình tự về mình tự luộc mình được. Lấy thấy nó chất đấy. Không ai lấy cái bò. Có mấy ông đợt trước bác già đánh một lần rồi. Bò ăn nó hơi chát chát anh nhỉ. Nó cái canh bò nó hơi chát chát. Cái hôm đó cháu mình ăn đi. Rồi, cháu mình ăn ngon. Hương vừa là ngon. Con bé làm cả mâm tiết canh bò luôn. Con bé không có bát đạn. Tiết canh bò, tiết canh trâu. Trâu thì chưa làm. Trâu thì chưa ai đánh hả? Trâu thì Tây Bắc người ta ăn. Các bác đợi khi nào mát mát rồi các bác lên trên này giao lưu với bác cháu em nhá. Chắc là bác cháu em chuẩn bị tổ chức sinh nhật. Kênh sắp được một năm rồi. Cái khu này mấy mâm. Này. Đây mà. Dạ. Đúng anh em. Khu này mấy mâm rộng rãi này. Mát mà. Dạ. Rộng đây thoải mái mấy mâm. Vui hơn khoảng kia. 3-4 mâm. Cái này 5 mâm chưa? 5-6 mâm. Dạ. Để xếp vào làm hai mà đây bác cháu mình có bạc hết rồi. Làm hai dãy dài. Có một dãy thôi, đúng không? Và xếp ra phải mấy chục người. Rồi. 3-40 người thoải mái. Làm 5 mâm mà. Yên tĩnh, mát mẻ. Đây có đồ. Món này bác cháu em nay dài. Chắc khỏe đến chiều tối. Đây làm con gì khoảng mấy triệu ấy là 40-50 ông ăn xoài. Vâng. Dê thì tầm thau đánh chiếc cành mà cho ông đánh 40 bát mà nhờ. Hôm đánh 40 mà được có 36 á. Mình pha 50-50 còn pha tỷ lệ khác hơn đi nhiều. Nhưng mà tiết mình 40 văn nhân. Tiết hôm đấy làm cả ấy nữa. Làm cả tiết rượu, rượu tiết. Hôm nay uống cả rượu. Lấy ra cho làm rượu tiết, rồi là cả cả tiết cả nữa à, rượu cả. Vâng. Cả là 1 lít. Cái sao rồi giòn. Tiết thì mềm. Các bác ơi, video của bác cháu em xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đã xem video của bác cháu em nhá. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ. Chào các bạn nhá. Các bạn xin đăng ký ủng hộ kênh chúng tôi nhá. Chào người nhá. Thôi chúng tôi xin tạm biệt. Mọi người hẹn mọi người ở video sau. Lại món khác nữa ông già ông đạo diễn. Xin chào các bác. Xin chào. Xin chào. Tạm biệt.